Trên bàn của Thành hôm nay là hai cục sạc pin của Makita, một cục sạc chậm và một cục sạc nhanh. Thành sẽ hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cách anh em nhìn đèn và một số những cái tính năng rất xịn sò của cục sạc này ha. Sẽ có những tính năng có thể khiến anh em ồ lên giống như Thành khi mà biết được cái tính năng rất là ngầu của cái cục sạc này. Chi tiết cùng đi xem nhé. Đây là những cục sạc chính hãng và mã của nó là DC18SD, là sạc chậm. Còn bên đây là DC18RC. Cái chữ S ở bên cái cục sạc chậm á, thì Thành đoán đó là slow. Còn cái chữ R ở bên cục sạc nhanh á, thì Thành đoán nó là rapid, là nhanh. Bên đây slow là chậm ha. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì bên cục sạc chậm này á, thì dòng ra nó chỉ có 2,6A thôi. Còn bên cục sạc nhanh thì nó tới 9A lận, là hơn gấp 3 lần nha anh em. Gấp 3 phết mấy lần luôn. Là nó nhanh hơn rất là nhiều. Một điểm giống của hai cục sạc này đó là nó có khả năng sạc pin lithium ion 14,4V và 18V, và sạc pin NiMH là 7,2 tới 14,4V. Tức là nó có thể sạc những cái cục pin tương tự nhau. Pin nào mà cục này sạc được thì cục này sạc cũng được hết. Và cái hệ thống đèn của hai cục sạc này thì cũng khá là tương tự. Sau đây Thành sẽ giới thiệu từng cục một ha. Cục sạc chậm này thì nó có hai đèn ha anh em, một đèn xanh và một cái đèn đỏ. Thì đây là các cái trạng thái của đèn. Anh em nhìn ở đây và giống qua bên đây thì anh em sẽ thấy trạng thái của pin. Đầu tiên là trạng thái đã cắm điện. Trạng thái cắm điện thì anh em thấy là nó có một cái hình chấm xanh, và ở xung quanh là nó có các cái gạch y như mặt trời vậy đó. Tức là trạng thái đó là bóng đèn xanh chớp. Thì lúc đó anh em biết là đã cắm điện rồi. Còn bây giờ bắt đầu sạc nè. Khi mà anh em nhét cục pin vô thì đèn đỏ nó sẽ sáng lên. Lúc này đèn xanh tắt rồi. Đèn đỏ sáng, chúng ta giống lên đây thì chúng ta sẽ thấy ở đây là một cái chấm nhỏ màu đỏ nè, không có viền xung quanh. Chấm nhỏ này tức là cái đèn nó không nháy nha. Cái đèn nó giữ nguyên trạng thái sáng luôn. Đó, thì anh em giống ở đây là anh em thấy là cục pin này nó đang sạc. Thì có hai cái trạng thái đang sạc, đây là đang sạc và đây cũng là đang sạc nè. Đó. Khi mà nó sạc chưa đầy 80% thì nó sẽ là ở trạng thái này, tức là một cái đèn đỏ thôi. Còn khi mà nó sạc lên tới 80% rồi á, thì ngoài chuyện đèn đỏ này sáng thì đèn xanh này cũng sáng luôn, báo hiệu cho anh em biết là cục này đã sạc đầy khoảng 80%. Còn khi mà nó sạc đầy luôn đó, xuống như đây, thì đèn đỏ nó sẽ tắt và đèn xanh này nó sẽ sáng luôn. Ngay lúc này đây nè, để Thành bật cái dung lượng pin lên cho anh em coi. Mới chỉ một gạch thôi là anh em biết là mới sạc thôi đó ha. Còn đất dưới cùng là khi đèn đỏ và đèn xanh nó cùng nháy thì lúc này là cục pin của chúng ta đã hư. Đó, nó báo ở viên pin nó bị bể nè. Anh em thấy cái hình nè. Thì lúc này chúng ta phải kiểm tra lại cục pin. Hoặc cũng có thể là các cái chấu chỗ tiếp xúc, chỗ tiếp xúc của cục pin với lại cái cục sạc của chúng ta nó không có khít hoặc là nó bị dơ, thì anh em vệ sinh nó lại. Nếu như cũng không hết thì anh em phải sửa, đem ra hãng, hoặc là anh em biết sửa thì anh em tự sửa luôn cũng được. Nhưng mà đem ra hãng thì yên tâm hơn. Và có một cái trạng thái nữa đó là cái đèn đỏ này nháy, cái đèn xanh này thì nó tắt ha. Đèn đỏ nháy mà đèn xanh tắt thì nó sẽ là ở đây nè. Đó. Thì giống qua đây chúng ta sẽ thấy một cái nhiệt kế. Tức là lúc này cục pin của chúng ta mới xài xong đang rất là nóng, cho nên là cục sạc của chúng ta nó sẽ chưa sạc, mà nó sẽ chờ tới khi mà cục pin nguội thì nó mới bắt đầu sạc. Nên là nếu thấy cái đèn đỏ này nháy thì anh em cứ yên tâm là không có vấn đề gì. Chỉ có khi nào mà hai cái đèn đều nháy thì lúc đó pin mới là hư ha. Còn đối với cục sạc nhanh thì chúng ta cũng sẽ có dãy đèn xanh và dãy đèn đỏ. Và các cái ký tự này, các cái dấu hiệu này cũng giống như ở bên cục sạc chậm. Chúng ta cũng sẽ có là đã ghim điện nè. Rồi ở đây chúng ta sẽ có hình cái quạt. Thì tới đây là có một sự thay đổi nhẹ rồi nè. Ở bên kia cục sạc chậm nó không có quạt. Đó, nó chỉ để cái hình cái nhiệt kế thôi. Còn ở bên đây nó có quạt. Tại sao lại có quạt? Đây, khi Thành găm cái pin vô. Đó, anh em sẽ nghe cái tiếng quạt nó chạy đúng không? Bởi vì ở trong này nó có quạt hệ thống tản nhiệt để mà nó làm nguội cục pin của chúng ta
trước quá trình sạc và trong quá trình sạc luôn. Nó sẽ giúp cục pin của chúng ta có nhiệt độ thấp hơn trong quá trình sạc và qua đó sẽ kéo dài tuổi thọ của pin. Cho nên cục sạc này nó mắc là cũng có lý do ha anh em. Xuống tới đây nữa thì chúng ta cũng sẽ có là mới sạc này, dưới 80% này, sạc từ 80% trở lên này, và đây là đã đầy rồi. Đặc biệt ở đây nó có hình những cái nốt nhạc đó. Thì cái cục sạc này á, khi mà nó sạc đầy sẽ có một cái tiếng gì đó để anh em biết là cục sạc đã đầy rồi. Còn xuống dưới này thì chúng ta cũng sẽ có cái dấu hiệu là báo pin hư đó, là hai đèn này nó sẽ nháy. Nhưng mà cái cục này á, thì nó có thêm một cái đèn màu vàng ở đây nữa nè. Cái đèn màu vàng này nó sẽ có hai trạng thái, một là nháy và hai là sáng luôn. Thì nếu như nó nháy thì chứng tỏ là cái hệ thống tản nhiệt của chúng ta nó bị hư. Đây, cái quạt nó bị bể cánh này anh em thấy nè. Còn nếu như mà nó sáng luôn thì tức là cục sạc này nó đang cân chỉnh cục pin của chúng ta. Đây, anh em thấy cái ký tự của nó là cục pin và có một cái cờ lê ở trong. Cân chỉnh là sao ạ? Nó giống như là quá trình xả và cân chỉnh pin của laptop vậy đó anh em ha. Nó sẽ giúp cho cục pin nó trở lại cái dung lượng thực của nó. Ví dụ như là cục sạc của anh em mà lâu ngày không sử dụng, hoặc là sạc xả liên tục ở cái mức chưa có đầy, cứ xài nửa chừng anh em sạc, rồi anh em xả cạn, rồi xài nửa chừng anh em sạc, cái kiểu như vậy đó, một thời gian dài, thì cái dung lượng của cục pin nó sẽ bị không giống như cái trạng thái đúng của nó. Thì cái cục sạc này nó sẽ cân chỉnh lại cái cục pin của anh em để mà tối ưu lại cái dung lượng. Và như Thành có nói lúc đầu là cục sạc này nó có nhạc, thì nó có một cái tính năng rất hay. Bây giờ Thành sẽ cho anh em thấy nè. Đó, anh em thấy nó có phát ra nhạc mà nó có giai điệu luôn không? Nhạc khác nè anh em nè. À, khi mà anh em cắm sạc là nó sẽ phát nhạc nha. À, và nó có rất nhiều loại giai điệu để anh em có thể chọn. Và anh em có thể thay cái giai điệu báo sạc này bằng cách là anh em rút cục pin ra và anh em cắm lại trong thời gian khoảng dưới 5 giây. Rút ra nè, cắm lại nè, thay đổi rồi nè, rút ra nè, cắm lại nè. Đó, nó thay đổi. Đó, anh em nghe chưa? Đó, nó lại thay đổi là tiếng bíp nè. Đó, bây giờ là tiếng bíp dài. Đó, qua giai điệu. Đó, ngầu chưa? Một tính năng ẩn rất là hay mà Thành chắc chắn là nhiều anh em không biết. Về thời gian sạc của từng loại pin cụ thể thì Thành sẽ để ở trong các cái bảng này để anh em có thể tham khảo. Đầu tiên đó là cục sạc chậm và tiếp theo đó là cục sạc nhanh. Anh em có thể dừng video lại để mà anh em dò cái cục pin anh em có thì anh em sẽ biết được là cái thời gian sạc của nó là khoảng bao lâu nha. Theo như bảng này thì đối với cục pin 1.3 Ah thì cục sạc chậm nó sạc hết 30 phút, còn cục sạc nhanh nó chỉ sạc hết 15 phút thôi. Còn cái cục 18V 6 chấm thì cục sạc chậm nó sạc hết 130 phút, còn cục sạc nhanh thì sẽ sạc hết 55 phút. Như vậy, thời gian sạc trung bình nó sẽ nhanh hơn khoảng hơn 2 lần. Có một điểm rất thú vị về hai cục sạc này, đó là giá tiền nó chênh nhau không có nhiều. Cục sạc chậm là 1.550.000 và cục sạc nhanh là 1.750.000. Mà giá trị sử dụng Thành thấy cục sạc nhanh nó hơn rất là nhiều. Nên là nếu có điều kiện thì anh em mua cục sạc nhanh xài cho sướng ha. Đó, video hôm nay của Thành chỉ đơn giản như vậy thôi. Bởi vì Thành thấy có rất nhiều anh em hỏi về cách mà chúng ta đọc các cái ký hiệu ở trên cục pin và nháy đèn như thế nào thì là trạng thái như thế nào. Đó, nhiều anh em không có rõ. Thì hy vọng sau video này là anh em đã rõ về cách đọc cục sạc và cách mà chúng ta biết cái trạng thái của cục pin của chúng ta đang như thế nào ha. Anh em đừng quên cho một like nếu như cảm thấy video này có ích và bấm vào nút đăng ký nếu anh em chưa đăng ký kênh. Bởi vì chuyện đó hoàn toàn miễn phí và anh em làm như vậy thì Thành sẽ rất mau được 100.000 sub. Thành sẽ rất cảm ơn và sẽ làm một giveaway thật là bự cho anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.